là một người Thái Lan, tôi nghĩ Chanathip là người tốt hơn. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ là vòng loại World Cup, mà đó còn là một cuộc chiến danh dự, uy tín, đẳng cấp giữa hai nền bóng đá. Bầu Đức đã xây dựng một học viện với mục đích đào tạo các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đến bây giờ thì ông ấy đã thành công khi các cầu thủ ở khóa đầu tiên đó đang là nòng cốt của các đội tuyển Việt Nam. Trường đã kết bạn với tôi trên Instagram và gửi tin nhắn cho tôi: "Em rất thích anh là thần tượng của em. Cậu ấy muốn một cái áo thi đấu của tôi, nhưng tôi không đưa kịp và sẽ gửi Lâm mang về cho trường." Đầu tiên thì xin được hỏi Thông Lao một câu là bây giờ thì Thông Lao có thể nói được một câu nào đấy chào khán giả bằng tiếng Việt hay không? Sawasdee krap. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Bây giờ thì Thông Lao còn có nói thêm được câu gì ngoài câu đấy không? Xin chào. Cảm ơn. Ăn cơm. Anh yêu em. Ok. Trăm phần trăm. Cái từ mà Thông Lao vừa mới nói là 100% có nghĩa là gì? Uống cà phê. Uống cà phê. Uống cà phê, uống cà phê. Uống cà phê mà cũng 100%. 100% uống cà phê. Ăn đồ xít, ăn sạc đà, ăn đi luôn. 100%. Rất hay. Coffee, coffee. Như vậy là chúng ta biết thêm một cái phong cách của người Thái nữa là uống cà phê cũng 100%. Rất là thú vị đúng không ạ? Đó sẽ là một cuộc chiến thật sự. Mỗi đội bóng phải có màn trình diễn chất lượng nhất để phục vụ cho người hâm mộ, và chắc chắn họ sẽ làm tốt nhất trong trận đấu tới. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ là vòng loại World Cup, mà đó còn là một cuộc chiến danh dự, uy tín, đẳng cấp giữa hai nền bóng đá. Trận đấu trước có thể thua, nhưng ở trận đấu tới chúng tôi sẽ chiến thắng để khiến cho người hâm mộ tự hào. Kết quả thắng thua do nhiều yếu tố quyết định, nhưng trận tới chúng tôi sẽ được chơi trên sân nhà. Bây giờ thì bóng đá Thái Lan đã thay đổi rất là nhiều rồi. Họ thay đổi huấn luyện viên trưởng, và không hiểu là trong một khoảng thời gian rất ngắn như thế thì huấn luyện viên trưởng đến từ Nhật Bản có giúp được gì cho đội Thái Lan hay không? Thái Lan chưa bao giờ thuê một huấn luyện viên người Nhật Bản nào dẫn dắt cho đội tuyển quốc gia. Đây chính là một thời điểm thay đổi của lịch sử. Dù mới chỉ cầm quân ở một thời gian ngắn, nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn sẽ kịp giúp cho các cầu thủ kết dính với nhau hơn và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ huấn luyện viên người Nhật Bản sẽ giúp cho Thái Lan xây dựng được hệ thống, hình thành lối chơi và phong cách riêng biệt. Và nói đến Việt Nam và Thái Lan, bây giờ họ đang so sánh hai cá nhân, một là Chanathip Songkrasin và hai là Quang Hải của Việt Nam đeo số 19. Thông Lao đánh giá như nào về hai cầu thủ này và tầm quan trọng của hai cầu thủ này với mỗi đội? Thắng sóng mì khoam sả mát, phổng vam cấp. Khả năng của hai cầu thủ này là ngang nhau. Họ đều là những người dẫn dắt lối chơi cho đội bóng. Trận đấu tới, chúng ta sẽ biết ai là người tốt hơn. Là một người Thái Lan, tôi nghĩ Chanathip là người tốt hơn. Fan bóng Việt Nam sẽ là Quang Hải, còn nếu là người Thái sẽ là Chanathip. Nhiều người trên thế giới đã biết đến cái tên Chanathip khi anh ấy thi đấu tại J-League. Có những trận đấu tại J-League, Chanathip đóng vai trò nhạc trưởng của cả đội. Chính vì thế, anh ấy sẽ mang kinh nghiệm tích lũy được ở Nhật để kết nối với các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan. Chanathip đã từng nói, sau những thất bại gần đây trước Việt Nam, cậu ấy đang tích cực tập luyện để có được chiến thắng trong trận đấu tới. Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Thái Lan tới đây trong một tâm thế rất tự tin. Còn Thái Lan sẽ không chỉ là sự tự tin, mà còn là quyết tâm và thi đấu với hơn 100% sức lực. Memory ใช่ไหมก็
Tôi rất hạnh phúc khi nhớ về quãng thời gian ở Việt Nam. Người hâm mộ cổ vũ và động viên tôi rất nhiều. Tôi tự hào khi được tất cả các cổ động viên Việt Nam biết đến và cổ vũ. Không chỉ riêng những cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Đầu tiên, tôi phải cảm ơn tất cả các cổ động viên. Mọi việc làm của tôi đều đã được các bạn ủng hộ. Tôi đã được nghe rất nhiều về tình cảm mà mọi người dành cho mình. Mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, tôi biết đó như là một cuộc chiến, nhưng sau đó chúng ta đều là bạn. Hiện tại tôi chưa có thời gian, nhưng tôi mong một ngày nào đó sẽ trở lại Việt Nam để đi chơi, gặp gỡ các đồng nghiệp tại V-League và các cổ động viên. Hy vọng lúc đó các cổ động viên vẫn nhận ra mình. Rất là vui khi mà biết là Thông Lao vẫn còn muốn sang Việt Nam đi du lịch. Nhưng mà có một điều chắc chắn luôn là Thông Lao mà sang là tất cả mọi người đều nhận ra. Và nếu mà Thông Lao sang Việt Nam thì nếu mà muốn giữ được một cái khoảng không gian riêng thì phải đeo khẩu trang. Và có một điều nữa, Minh Hải cũng rất là tò mò. Không biết là trong cái ngôi nhà của Thông Lao còn giữ một cái kỷ vật gì đó liên quan đến Việt Nam hay không. Vì tình cảm của Thông Lao dành cho Việt Nam thì bạn để ở trong tim. Nhưng còn trong ở ngôi nhà thì không hiểu là còn có những cái kỷ vật gì của Việt Nam hay không. Trong ngôi nhà của mình, tôi vẫn nói với người thân rằng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở Việt Nam. Đó là cách ứng xử giữa người với người, cách giao tiếp và thi đấu với các cầu thủ ngoại quốc. Tôi cảm thấy may mắn khi có nhiều người bạn tốt ở Hoàng Gia Lai. Trước khi sang Việt Nam, nhiều người nói với tôi rằng môi trường thi đấu ở Việt Nam là rất độc hại. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó bởi tình cảm của con người ở nơi đây. Và một điều nữa, đến bây giờ rất nhiều người dân Việt Nam vẫn không hiểu là tại sao Thông Lao lại từ chối Kaiserslautern ở Bundesliga rồi để gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Ở thời điểm đó, tôi đã sang Bundesliga rồi đó. Nhưng tôi sang đó chỉ để học việc thôi và lấy kinh nghiệm chơi bóng, rồi trở về Thái Lan thi đấu cho BSC Tero. Sau đó thì Hoàng Gia Lai đã gọi điện cho BSC Tero và tôi quyết định gia nhập câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho tôi khi thi đấu ở Việt Nam hơn là sang với một nền bóng đá quá sức như ở Bundesliga. Hơn nữa, rất nhiều huyền thoại Thái Lan như Kiatisak, Dusit, Taiwan hay Sada đều là những thần tượng của tôi. Và đó cũng chính là lý do tôi muốn tiếp bước họ sang Việt Nam thi đấu và biến ước mơ trở thành hiện thực. Ở thời điểm ấy, V-League đã phát triển và phổ biến hơn Thái Lan. Nên nếu như mình sang đây, tôi sẽ có cơ hội để cải thiện và nâng cao đẳng cấp của mình. Được biết là Thông Lao cũng đặt cái mục tiêu là cải thiện cái đẳng cấp của mình. Nhưng mà trong 3 năm thi đấu cho Hoàng Gia Lai thì lại không có một chức vô địch nào. Điều đấy có làm bạn buồn hay không? Thực sự là tôi đã khá thất vọng khi không thể mang lại chức vô địch nào cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, trong khi các đàn anh tại đội tuyển Thái Lan như Kiatisak thì đã làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi không bao giờ hối hận khi đã sang Việt Nam và thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Ở thời điểm đó, các đội bóng ở Việt Nam đều rất mạnh và có trình độ ngang ngửa nhau. Và đó có thể là lý do tôi đã không thể giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được chức vô địch nào. Và nói đến Hoàng Anh Gia Lai thì sẽ nói đến Bồ Đức, ở Việt Nam gọi là Bồ Đức. Đấy, và trong cái ấn tượng của Thông Lao bây giờ thì Bồ Đức hiện ra như thế nào? Trong 3 năm, Hoàng Gia Lai đã không giành được chức vô địch. Nhưng Bồ Đức đã không tạo áp lực, khiến tinh thần của các cầu thủ đi xuống. Bồ Đức coi tôi như con trai và không bao giờ tỏ ra mình là ông chủ. Điều này khiến cho tôi vô cùng ấn tượng và cảm thấy hạnh phúc.
Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn luôn nhớ về bầu Đức, nhưng chưa có cơ hội gặp lại ông. Chắc chắn là khi mà bầu Đức nghe được những cái tâm sự này của Thông Lao thì cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì thực sự là bầu Đức rất là yêu quý các cầu thủ của mình. Và trở lại cái giai đoạn mà năm 2007 khi Thông Lao bắt đầu sang Hoàng Anh Gia Lai, thì đấy cũng là lứa học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG bắt đầu tập trung. Vào thời điểm đấy thì Thông Lao nghĩ gì về cái lứa cầu thủ này? Ở Hoàng Anh Gia Lai có một cầu thủ đó là Xuân Trường, người vừa thi đấu ở Buriram. Trước kia, tôi là thần tượng của cậu ấy. Còn bây giờ khi cậu ấy trưởng thành, cậu ấy là thần tượng của rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Bầu Đức đã xây dựng một học viện với mục đích đào tạo các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Đến bây giờ thì ông ấy đã thành công khi các cầu thủ ở khóa đầu tiên đó đang là nòng cốt của các đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi cảm thấy vui cho bầu Đức, cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai và bóng đá Việt Nam. Và vào cái thời điểm đấy thì Thông Lao có nghĩ rằng là rồi một ngày nào đấy cái lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đó sẽ đóng góp một phần rất lớn cho đội tuyển quốc gia và trở thành đối trọng của bóng đá Thái Lan hay không? Hiện tại thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với nhau một thời gian rất dài và thực sự hiểu nhau. Chính vì thế đội tuyển Việt Nam đang mạnh hơn so với các đội bóng khác. Và cách đây mấy năm thì tôi có đọc được ở trên một tờ báo Việt Nam mà Thông Lao nói rằng là cầu thủ Việt Nam thì chưa có ai có thể thi đấu được ở Thái League cả. Thì không biết điều này có đúng hay không, và bây giờ thì cái quan điểm của Thông Lao có khác không? Mọi thứ đều phải thay đổi. Trước kia, Thái League vẫn chưa phát triển như V-League, nên nhiều cầu thủ Thái Lan muốn sang thi đấu ở Việt Nam. Nhưng đến thời điểm hiện tại, phải thừa nhận rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan đã tốt hơn V-League. Rất nhiều đội bóng Thái muốn có sự phục vụ của các cầu thủ Việt và các cầu thủ xuất sắc đến từ những quốc gia Đông Nam Á khác. Tôi nghĩ những cầu thủ này cũng muốn được thi đấu tại Thái League. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã mở cửa để các cầu thủ Đông Nam Á có thể thi đấu ở Thái Lan. Các câu lạc bộ Thái Lan có thêm ngân sách để chiêu mộ cầu thủ Đông Nam Á để mang về những thành công cho mình. Trước kia các cầu thủ Thái Lan thường sang Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia. Nhưng bây giờ ở Thái League, các cầu thủ Đông Nam Á có thể nâng cao kỹ năng cho mình. Ngoài vấn đề về chuyên môn, tôi nghĩ Thái League mời các cầu thủ Đông Nam Á để thu hút thêm lượng fan tới từ nước ngoài. Thông Lao đánh giá như thế nào về cái chất lượng của màn trình diễn của Đặng Văn Lâm ở Mường Thong cũng như là của Lương Xuân Trường ở Buriram? Đặng Văn Lâm là chàng trai của đam mê, rất chuyên nghiệp và đang đầu tư tất cả những gì mình có cho nghề nghiệp. Khi Lâm mới đến với Mường Thong, kết quả của đội bóng là không tốt. Nhưng sau này, Văn Lâm phối hợp tốt hơn với các đồng đội của mình. Mọi thứ được cải thiện trông thấy. Cậu ấy là một thủ môn rất tốt ở Thái League. Còn Xuân Trường đã gây bất ngờ với tôi. Ngày trở về Việt Nam, sau thời gian thi đấu tại Buriram, Trường đã kết bạn với tôi trên Instagram và gửi tin nhắn cho tôi. Em rất thích anh. Anh là thần tượng của em. Cảm ơn anh. Xuân Trường thích tôi, chắc vì kỹ năng đá phạt. Cậu ấy muốn một cái áo thi đấu của tôi, nhưng tôi không đưa kịp và sẽ gửi Lâm mang về cho Trường. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi với kỹ năng rất tốt. Tuy nhiên Xuân Trường thi đấu cho Buriram, đội bóng lớn nhất ở Thái Lan, nên có thể cậu ấy không thành công như kỳ vọng. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng cậu ấy đã học được rất nhiều từ Thái League. Trước kia tôi cũng thấy Xuân Trường có phong cách khá giống mình. Nhưng hiện tại Trường đã vượt Thông Lao xa rồi. Tôi theo dõi các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở V-League và thấy Trường mới ghi được 2 bàn thắng từ những cú đá phạt trong một trận đấu.
Khi tôi là đội trưởng của Thái Lan thi đấu với Việt Nam, đó luôn là một cuộc chiến. Tôi luôn phải suy nghĩ phải làm sao để Thái Lan mạnh hơn, bởi biết rằng Việt Nam nằm trong số những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Trước mỗi trận đấu với Việt Nam, tôi luôn cảm thấy vô cùng áp lực. Trong quan niệm của người Thái, Việt Nam là đối thủ mạnh nhất, nên mọi thứ đặc biệt hơn tất cả. Tôi biết Thái Lan có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở Việt Nam và họ cũng muốn ghi điểm với các cổ động viên Việt Nam. Điều áp lực với chúng tôi đến từ các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên của Việt Nam. Tôi nhận ra mỗi lần thi đấu ở sân vận động Mỹ Đình, nó thực sự là một áp lực quá lớn. Và bây giờ thì trong cái ký ức của Thông Lao, thì Thông Lao nhớ nhất cái trận nào với Việt Nam? Và đâu là cái bàn thắng vào lưới Việt Nam mà Thông Lao cảm thấy nhớ nhất? Đó là trận đấu Thái Lan gặp Việt Nam ở vòng bảng của SEA Games 22 được tổ chức ở Việt Nam. Tôi đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan từ một tình huống đá phạt. Đó cũng là một cột mốc để các cổ động viên Việt Nam biết đến cái tên Thông Lao. Tôi cũng ấn tượng với nhiều cầu thủ Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý nhất là Messi Việt Nam. Công Phượng. Bóng đá Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào một cầu thủ nào cả. Đặng Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường, họ đều có khát khao, kỹ năng và giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn. Thời tôi còn thi đấu, tôi cũng có nhiều đối thủ đáng thương ở bên phía Việt Nam. Thú thật là tôi chỉ nhớ mặt họ mà thôi, chứ không thể phát âm được tên của họ. Tôi muốn nói rằng, nếu mọi người xem video này và nhớ tôi, thì hãy kết bạn với tôi trên Facebook và Instagram của tôi nhé. Tôi không thích mạng xã hội, nhưng phải thừa nhận rằng đó là một công cụ giúp cho tôi kết nối tất cả mọi người. Nếu như các bạn đang xem chương trình này và nghe được những câu nói của Thông Lao, thì các bạn có thể comment ở dưới đây. Chúng tôi sẽ đặt đường link của Facebook, Instagram của Thông Lao tại đây. Thì các bạn có thể là trực tiếp, và đặc biệt là với những người bạn của Thông Lao, có thể kết nối lại để cho Thông Lao có thể nhớ được tên. Bởi vì Thông Lao nói rằng là vẫn nhớ tất cả những khuôn mặt đấy, nhưng mà nói thật là tên tiếng Việt của chúng ta phát âm là hơi khó. Thành ra là các bạn có thể trực tiếp nói chuyện với Thông Lao. Chúng ta sẽ nói thêm một câu chuyện nữa là cái thời của Thông Lao cũng như là cái thời của anh kia Thi Sắc ấy, thì là bóng đá Thái bao giờ cũng ở trên bóng đá Việt Nam một tầm. Nhưng bây giờ thì có thể là nó đang dịch chuyển về cái mức cân bằng rồi. Thông Lao nghĩ sao về cái quá trình này? Trước kia, bóng đá Thái Lan phát triển nhanh hơn các đội bóng khác. Nhưng trên thế giới, bóng đá thay đổi. Không chỉ Việt Nam, mà tất cả các đội bóng khác ở Đông Nam Á đều đã thay đổi. Khoảng cách giữa các đội cũng đang dần được thu hẹp. Hầu hết các quốc gia đều đã đầu tư cho công tác đào tạo trẻ. Việt Nam đã phát triển rất nhanh thời gian qua là do các cầu thủ đã được đào tạo cùng nhau từ khi còn nhỏ, rồi thi đấu cùng nhau trong một thời gian dài, nên đã rất hiểu nhau khi ra sân. Và Thông Lao cảm thấy như thế nào khi mà Thái Lan đã thua Việt Nam ở trên tất cả các cấp độ, ví dụ như là ở vòng loại U23 thì cũng đã bị thua 4-0, và ở King Cup vừa rồi thì Việt Nam cũng đã thắng Thái Lan ngay trên đất Thái. Chúng tôi thua trận, nhưng chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều để có thể cải thiện. Và không phải vì thất bại khiến cho chúng tôi nản chí, thua để trở lại mạnh mẽ hơn, chứ không phải thua để rồi trượt dài. Không giống như Việt Nam đang ở giai đoạn ổn định để vươn tới thành công. Thái Lan thất bại nhưng sẽ có thêm những kinh nghiệm, học cách thay đổi và sẽ chiến thắng vào lần tới. Và xin được hỏi Thông Lao là sau khi mà bóng đá Thái thất bại thì giới cầu thủ Thái cũng như là giới truyền thông Thái họ phản ứng như thế nào? Khi Thái Lan thất bại trước Việt Nam, truyền thông Thái Lan luôn khẳng định Việt Nam đã vượt Thái Lan. Thái Lan nên học theo hệ thống phát triển của bóng đá Việt Nam, từ đào tạo bóng đá trẻ cho tới khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam đang phát triển rất cao, các nước Đông Nam Á đều cần học tập Việt Nam. Và một câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay với Thông Lao là một câu hỏi tương đối riêng tư.
Bây giờ cuộc sống của bạn như thế nào, và nếu một ngày nào đấy bạn nhận được một lời mời đến Việt Nam làm việc với tư cách là một huấn luyện viên hoặc là bất cứ một cái vị trí nào đấy, thì liệu Thông Lao có sẵn sàng nhận lời hay không? Tôi đang rất hạnh phúc khi thi đấu cho Chonburi FC. Tôi cũng đã mở một học viện bóng đá nhỏ nhỏ, bán dụng cụ thể thao. Tôi vẫn rất nhớ Việt Nam và sẽ rất cảm kích nếu được đến Việt Nam để du lịch hoặc làm việc. Tôi muốn những người bạn ở Việt Nam hãy add Facebook và tôi sẽ trả lời cho họ biết tôi đang sống thế nào. Hôm nay Minh Hải rất là vui khi mà đến thăm Thông Lao và có một câu chuyện rất là hay. Và thực sự cảm thấy rất là ấm lòng khi mà biết là Thông Lao vẫn còn rất là yêu quý người Việt Nam của chúng ta. Mỗi một trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam thì Thông Lao vẫn chăm chú xem, và thậm chí còn xem cả những cái đường đá phạt của Lương Xuân Trường nữa. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và cũng rất là vui khi biết được là gia đình của Thông Lao cũng rất là hạnh phúc. Bây giờ bạn ấy vừa đá bóng và vừa có kinh doanh thêm. Và cái chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ấy, thì chắc là các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi đây là ai, đúng không ạ? Kia thì Sắc đã từng nói một câu là có rất nhiều những cái phát biểu ở trên báo chí mà không phải của anh ấy nhưng vẫn được báo chí Việt Nam đăng tải. Và ngày hôm nay để tạo ra một cái cuộc phỏng vấn thực sự là có tính tin cậy cao thì chúng tôi đã mời vợ của Thông Lao, chính là người đã dịch cho chúng ta toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cho nên là chắc chắn một điều là nội dung ngày hôm nay sẽ là được truyền tải một cách đầy đủ nhất và trung thực nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn Thông Lao vì câu chuyện ngày hôm nay cực kỳ hay, và xin chúc cho gia đình Thông Lao luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn vợ của Thông Lao rất là nhiều, và lời cảm ơn luôn luôn dành cho tất cả quý vị, những người đã dành thời gian cho chúng tôi. Và chắc chắn chúng tôi sẽ còn trở lại với những chương trình liên quan đến thể thao và đặc biệt là liên quan đến bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái. Xin được chào và hẹn gặp lại. Fan fan bon คน Thái คน nưng lại. Nà, lão có lão อยู่ ข้างนอก lão có ถือว่าเป็นแฟนบอลคนไทยคนนึง. À, ก็หวังว่า lão sẽ có